Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành gì đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là An Legion nha anh em ơi. Vương quốc kiến à. Rồi thì tiếp tục thôi. Tăng cấp kiến chúa lên level 4 á. Ok bạn ơi. Nâng cấp chắc chắn là sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Uầy, mất 10 phút cơ à. Chết toang, toang 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 toang. Toang, giảm 1 phút. Xây ngay, tăng tốc miễn phí. Bị khóa rồi. Nó có 48 cái anh em ạ, dùng 10 lần thì nó sẽ giảm cho chúng ta luôn. Ok anh em đã xây xong. Anh em nên những cái nào mà nó lâu thì anh em nên xây trước này ha. Thì chắc anh em nên xây trước một cái đấy đi. Ừ. Ok anh em ơi. Cho anh nhận hết là đống này luôn. Gì? Nhiều thứ quá mà mình cũng không biết. Ui. Vai đạn đánh nhau bộ cạp á. Thế giới mặt đất rất giàu tài nguyên nhưng nguy hiểm cũng ở khắp mọi nơi. Vậy là chưa được kỳ đọc xong. Xây dựng đồ lính kiến 0/1. Đầu tiên ta sẽ mở khóa khu vực bên này đã nhé. À, mình như mình còn chưa đổi tên ha. Thế bảo phải đổi tên. Trong tổ kiến xuất hiện một kẻ săn mồi. Ui, bướm đêm diều hâu. Sao con này nó ở dưới đất nhỉ? What the fuck? Bướm đêm diều hâu. Thế giới dưới đất cũng dày những kẻ săn mồi đói khát. Đàn kiến cần phải mở rộng cẩn thận. Vãi đạn. Quy mô đội quân không đủ, không thể đánh bại cái sân mồi. Quy mô đội quân yêu cầu là 130 anh em ạ. Vãi, con kiến gì đấy anh em ơi. Đẹp đấy. Kiến xanh dương ạ. Úi ôi, vãi đạn. Nhìn giống dị vãi. Nhưng nhìn hơi thơi tởm anh em ạ. Nhận được từ phòng ấp trứng kiến à. Ok, cái này là kiểu là mở anh em ạ. À, đây là nhận 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 free à. Mảnh kiến gỗ đỏ. Vãi nồi thật sự luôn. Lần sau sao có thể up được nhỉ? Nhiệm vụ cái này có code đấy anh em ạ. Kiến tướng quân hay là cái gì đấy. Mình chưa nhập code nên hơi yếu rồi. Ở đây đây tên mình đây thấy chúng ta ok để tên là Thành Ez nhá. Xuyến thành công rồi anh em ơi, nhập cốt vào kiểu gì nó cũng sẽ có thêm một vài thứ hay ho hơn. Tôi đảm bảo với anh em là sẽ chắc chắn là khi mà chúng ta từ giờ mình sẽ tìm cái cốt cho trên mạng cho anh em xem. Có cốt thì chúng ta yếu yếu lắm anh em ạ. À, từ từ chết rồi, cái này nó bị Ok. ấy rồi. Minecraft, Minecraft, à không phải nhầm, nhầm Minecraft. An chứ, nó là Anision Code. Nhầm kiểu gì nhỉ? Tôi cũng chẳng biết. Ok anh em ơi, đây đang xem hướng dẫn nhập code kiểu gì. Mình chưa biết nhập code kiểu gì à. Hình như phải vào web hay vào cái gì đó mới nhập được code anh em ạ. Chắc chắn với anh em là copy give code. À đây 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 đây. Rồi 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 rồi. Đây nhá, đây nó có một cái gọi là cái Anlegion này. Cái link này mình sẽ để phía dưới nhá. Anh em có thể vào nhập nhá. What the fuck, tôi server mấy nhỉ? Tôi server mấy anh em? Anh em biết tôi server mấy không? Tôi cũng không biết là tôi server mấy luôn. Ừ? Server mấy đây? Chẳng biết server mấy. Đây là server mấy vậy? Người anh em. Tài khoản này. Chúng ta phải liên kết tài khoản gì đấy à? 200 kim cương. À, chúng ta phải liên kết tài khoản thì mới được anh em ạ. Ok anh em, để mình đăng nhập cái tài khoản đã, nhưng mà mình không biết đây là server mấy. Ở trong này có mấy server ấy nhỉ? Đang đang tìm cách nhập code anh em ạ, tôi không biết nhập code kiểu gì thì chịu ấy. Server ui, làm server thế. Thì nhân vật vui lòng điền mã đổi quà này. Ok.
Nhấn vào đây nhé anh em, nhấn vào cái avatar nhé, ấn vào đây nhé. Server mấy nhỉ? Đây nhập tên rồi. Cái này server mấy luôn, mình nó vào game luôn nên mình cũng chẳng biết là server mấy anh em. S9 à? Đây là server mấy? Thế anh em, tôi không biết đây là cái server mấy luôn. S911 là sao? Là sao? Cái này phải mua anh em ơi. Kiến gai cam này phải mua bằng tiền ha. Tất cả này mua bằng tiền hết. Hộp hộp tiếp tế đăng nhập. What the fuck? Không ai trả lời mình luôn. Xem server đâu. Tôi xem cái server mình đang ở đâu đã anh em ạ. Không biết là cái server nó ở đâu thì chịu ấy. Quỳ anh em ạ. Server ở đâu rồi? Đây là server mấy thế? Để tôi nhập cốt xem server ở đâu nhỉ. Vậy đúng buồn rồi thật sự luôn anh em bạn. Thôi kệ mẹ đi, đấm nhau luôn ha. Chúng ta phải làm gì? Cho nhận cái này đi anh em. Ôi nhận được kiến xanh dương này, chuyến luôn. Cho kiến xanh dương vào đây luôn anh em ạ. Đấy, sức mạnh chúng ta lên lên lột luôn anh em ạ. Đây đang đánh nhau với con bướm bướm đêm hả? Quả. Nó còn chẳng ấy cơ, nó còn chẳng nói cơ. Hỏi bọn này như đấm vào mặt anh em ạ. Thề. Mình sẽ thử liên kết với tài khoản nhá, xong rồi tính sau. Mình liên kết vào tài khoản Facebook đã nha anh em ơi. Từ từ. Tôi sẽ tắt cái đi. Mình sẽ liên kết với tài khoản Facebook đã. Cài đặt đã. Và xếp hạng. Ok. Cộng đồng, hộp tiếp tế, cẩm nang, danh sách chặn, quản lý nhân vật. S91 ơi, đây rồi đây. Đây là mình là S91 anh em nhé. Đây, vãi nổi, bây giờ mình tìm được cái server của nó luôn. What the fuck? Chọn server 91 anh em nhé. 91 này. S91 à? Ở đây chỉ có K thôi. Nó là K91 anh em ạ, nhận tên nhân vật. Thành gì á? Vui lòng nhập mã đổi quà anh em ơi. Mã đổi quà đâu? Đây có 4 gift code mới thì mình thử nhập xem cho anh em xem nha. Code đâu? Đây rồi, có code rồi anh em ơi. Không thằng nào cho mình code luôn. Ok. Ok boy. Nó không cho mình code luôn anh em ạ. Tôi phải làm thế nào? Nó không cho tôi code à? Code. Em có đâu? Vấn đề à, đây 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 đây. Có 5 cái code cả tất cả anh em ạ. Giờ tôi bây giờ ANT111 nhá. Lên cái đĩa em để xuống dưới luôn anh em nhá. Cho anh em vào nhập cho tẹt. Mấy thanh niên này còn bắt mình như thế này thì còn ô mẹ
Code 2 không được anh em ạ. Welcome. Đấy, được code 2 code rồi. Hy vọng sẽ được chơi game phải được code chứ anh em. Đua. Online. Bravo. Úi, đổi được 4 code anh em ạ. Cái An 7777 không được anh em nhé. Ok anh em, đầy thư này chưa? Đấy. Đấy anh em ơi. Bạn đã đổi phần quà, chúng tôi túi đồ của bạn ở đây là nó phát vào túi đồ rồi anh em ạ. Đây đây, tất cả vào túi đồ hết rồi, ngon ha. Đấy. Phải thế chứ nhờ. Chúng ta có trong túi đồ đây này. Thực phẩm tổ kiến 10.000 cây lá cây cho tổ anh em ạ. Ok. Ngon đấy. Tăng tốc chiến bảo vật chỉ được cái này thôi. XP ốc sên cho điểm hiệu cần ốc sên gì đó. Thôi coi. Chuẩn bị thám hiểm tiếp anh em ơi. Đồ lính kiến anh em ơi, xây luôn. Đồ lính kiến này anh em ơi. Khiến nó mạnh hơn à? Mình cũng chưa biết chơi nhiều lắm đâu nên tôi cứ chơi thôi. Mở rộng tổ kiến đó. Vẫn chưa hiểu cái chơi lắm, cứ làm thôi, làm theo cái đấy thôi. Cá nhân thôi anh em ạ, kiểu gì gặp con khác mà. Vừa gặp bướm chúa nghe có vẻ gớm quá. Còn mấy con gì đó trên kia. Wow. Bọ kìm kẹp à. 160 à. Kiến lính tầm xa. Chúng ta chưa có anh em ơi. Chưa thể được bọ kìm kẹp anh em. Chưa đánh được bọn này. Xây phòng ấp trứng 2 à? Xây phòng mắt. Phải đạm bây giờ làm nào nhỉ? Huấn luyện à? Chúng ta có huấn luyện thêm kiến nữa. Lính cận chiến này. Ok anh em ơi, tôi đang huấn luyện kiến gì này. Huấn luyện là mình sẽ vứt đây để huấn luyện đó nha anh em. Ok anh em, huấn luyện luôn. Ồ, kiến mấy cái binh chủng này cũng được ha. Kiến tầm xa huấn luyện luôn. Có là không huấn luyện thôi anh em. Cái này là chúng ta sẽ up 9 lần luôn. Có đủ không? Chiến cao cấp có nồi đâu. Cái này phải có 9 cái này thì nên up thì sẽ được 10 lần anh em ạ. Không không, ở đây có miễn phí một lần này. Mảnh kiến cát Atlas. Ôi, cái nối mạng bị ngắt rồi. Oh my god, trời ơi là trời. Mất thời gian gớm. Mà lag quá. Thưởng liên minh được 300 gì đó kìa. Cái mua bằng tiền anh em nhá. Vật phẩm quý hiếm, tất cả phải mua bằng tiền hết nhé. Ok. Có quà gì đây? Cái này phải nâng cấp. Ơ sao bạn mua bằng có 200 gem rồi à? Ok. Tăng cấp phải cần gem. Tôi hơn 1.600 gem rồi. Đổi điểm. Có điểm đâu mà đổi. Kho lương thực à? Nâng cấp kho lương thực lên được anh em. Cứ vứt đây thôi. Nó yêu cầu mình làm gì thì mình cứ làm thế thôi anh em. Mở rộng tổ 6 này. Nhưng mà nó lag quá. Xây công sự. Phải đánh được bọn này. Cho cứ tăng tốc lại đã nha anh em. Rồi anh em ơi, tiếp tục huấn luyện tiếp thêm này. Tăng tốc không cần đâu, bây giờ bọn này cứ vứt đấy thôi. Đây, tăng tốc cái này đã. Tiếp tục huấn luyện thêm anh em ơi. Rồi, mình nghĩ là quân mình đã đầy đủ hơn rồi đấy. Và nó có thể đánh được bọn này đấy. Attack. Kiến tốc hành.
Attack của chúng ta vẫn chỉ là 130 anh em ạ, vẫn chưa có kiến mới này, nên cũng không thể đánh được bọn kia luôn anh em ạ. yêu cầu là 160 cơ. Cái này phải mua một tiền ha. Đấy. Thám hiểm không thám hiểm được thì biết làm nào bây giờ đây. Thăng cấp kiến trúc đến level 5. Phòng kho báu level 4 à. À, phòng kho báu đang xây anh em. Tăng tốc luôn đi. Rồi anh em ơi, xây được cái gì cứ xây đây anh em. Phòng kho báu vẫn chưa xây được à? Tăng tốc luôn. Ok anh em, ôi trời ơi. Mệt mỏi phết. Ui, 30 phút luôn. Ok, bơi. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em.